Quý vị và các bạn, khoa học không ngừng phát triển và đạt được nhiều thành tựu lớn, nhưng còn rất nhiều điều về quá khứ cho tới nay vẫn còn là một bí ẩn đối với nhân loại và các nhà khoa học vẫn đang đi tìm lời giải đáp. Những vùng đất bí ẩn, những nền văn minh cổ đại và những bộ lạc trên thế giới này có những điều gì kỳ lạ? Và hôm nay chúng tôi hân hạnh được chia sẻ và trò chuyện về những vùng đất bí ẩn. Xin được giới thiệu nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, hiện đang công tác ở báo Lao động. Anh từng qua công việc đi và viết ở nhiều tờ báo danh tiếng ở Việt Nam, là một người từng xuất bản 20 cuốn sách một người có gần hai chục năm làm phóng sự đã đặt chân đến nhiều miền đất huyền bí của thế giới với một niềm say mê chưa bao giờ vơi cạn sẽ cùng chúng ta khám phá những vùng đất bí hiểm trên thế giới và xem hôm nay chúng ta sẽ khám phá được những gì? Dạ vâng, nói đến những vùng đất xa xôi bí ẩn thì điều gì hiện ngay lên ở trong tâm trí của anh và cái nơi nào là nơi gần đây nhất anh mới khám phá trên thế giới này? Thật ra nó hiện lên khá là nhiều bởi vì uh, tôi là một cái gã ở quê ra thế mà mà cái điều kiện được đi các nước trên thế giới nó cũng do cái nghề báo nó mang lại cho mình thôi thì bao giờ tôi cũng chọn những cái nơi mà nó ám ảnh mình nhất từ xưa đến nay thế mình khát vọng từ cái lúc nhỏ mình đọc sách mình xem phim vừa rồi tôi đi châu phi chẳng hạn tôi bị ám ảnh bởi cái phim bộ phim đến thượng đế cũng phải cười Các là bạn rất là ám ảnh người việt nam mình hầu như nhìn châu phi qua cái bộ phim đấy thì tôi muốn đến cái vùng đấy ví dụ như thế thế khi mà nó như mỗi một lần nhắc đến nó gợi lên một cái trường liên tưởng khi sắp tới tôi định dự định đi kenya hay là đi mozambique Mấy năm vừa rồi, rồi tôi ở Nam Phi ở, ở ở ở mũi Hảo Vọng hay là ở Cape Town, hay là ở Victoria chẳng hạn, đấy những cái vùng mà tôi nghĩ rằng ai trong đời cũng muốn ước mơ đến một lần. Vâng. Đúng. thì thì Châu Phi là cái điểm khám phá mới đây nhất của tôi. Dạ vâng. Thế còn ở Việt Nam của chúng ta thì sao ạ? Ở Việt Nam thì năm 2000 tức là cách đây 15 năm tôi đã đi hết 64 tỉnh thành rồi hồi hồi đấy tôi còn trẻ lắm không già nhưng bây giờ và cái hồi đấy cũng không phải là số tư tỉnh thành thì phải lúc đấy là chưa tách một số tỉnh chưa tách hơn 60 tỉnh thành thì có lẽ bây giờ tôi đi đến hết các huyện rồi chứ không phải là cấp tỉnh nữa thì thật sự là càng đi mới càng thấy là nếu mà nói về thiên nhiên ở Việt Nam mình thì, thì vô cùng đẹp tuy nhiên là cũng có một số cái ví dụ như cái phương pháp khai thác du lịch cũng như cái phương pháp tôn vinh các cái điểm view đó các, các cái điểm đến đấy chưa thật sự đầy đủ chưa thật sự xứng tầm, cho nên là có lẽ đấy là lý do để ngành du lịch còn bươn trải, còn vất vả. mình phải ghi lại, phải ghi nhận là thiên nhiên thì vô cùng đẹp. Dạ vâng. Nếu mà bạn đi nhiều, bạn so sánh nhiều, thì bạn sẽ thấy điều đó. Vừa rồi tôi có viết một cái series bài về 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 Hàn Quốc, thì tôi có so là Hàn Quốc có thể đứng về kinh tế hay đứng về một và một vài mặt nào đó họ họ tương đối phát triển, ừ, có một vài mặt họ hơn ta chẳng hạn. Nhưng mà về thiên nhiên thì họ kém ta rất là nhiều tôi đi đến những nơi mà họ coi là thiên đường du lịch thì không thể lại được của mình thậm chí tôi có viết một cái phóng sự gọi là sang Hàn Quốc để mua núi lửa tức là họ tôn vinh cái vẻ đẹp núi lửa đảo Jeju hay là một số nơi khác ấy. thì kém xa so với những cái hệ thống tàn tích của núi lửa ở Việt Nam thì so sánh một cách đơn giản như thế thôi cái mà họ tôn vinh nhất ở họ là những cái thành tạo do núi lửa ở, ở cái vùng đấy họ bán từng cái sản phẩm du lịch nhỏ nhất họ đến những cái thắng cảnh đẹp nhất những cái mỏm đầu rồng nọ kia các thứ thành phố Pleiku của chúng ta của tỉnh Gia Lai nằm trên 15 cái miệng núi lửa và cái miệng nào cũng đẹp biển hồ đôi mắt Pleiku biển hồ đầy chính là một cái miệng âm của núi lửa núi Hàm Rồng là một cái trong những cái núi nổi tiếng nhất của Tây Nguyên cũng thế hay vừa rồi như đảo Lý Sơn chẳng hạn một cái một cái một cái, cái cái cái, cái quần thể đảo mà nằm trên năm cái miệng núi lửa đã tắt vô cùng đẹp Và nếu mà chỉ một so sánh chỉ những cái thành tạo núi lửa ở mình với Hàn Quốc thôi chẳng hạn thì sẽ thấy rằng họ phát triển rực rỡ du lịch xung quanh những câu chuyện về núi lửa trong khi đó chúng ta có vô cùng nhiều cái cảnh đẹp như thế Nhưng hầu như nói về du lịch những thành tạo núi lửa như tôi nói Còn tôi nghĩ là đến bạn cũng thấy cảm thấy lạ lẫm Không lẽ Việt Nam có miệng núi lửa chăng đúng không? Trong khi đó bạn đã nghe bao nhiêu lần đôi mắt Pleiku biển hồ đầy đúng không? Đấy là một cái điều rất là đáng tiếc Và đi thì mới có một cái sự so sánh đó, Có lẽ là khả năng kể chuyện cũng như là quảng bá về đất nước của Hàn Quốc thì chúng ta cũng không còn không phải bàn nữa đúng không ạ? Họ rất giỏi trong chuyện đó để đưa sang nước ngoài từ trong phim ảnh Dạ vâng, thưa nhà báo, gần đây thì chúng ta thấy là thế giới bắt đầu để ý tới một địa danh mới được khám phá tại Việt Nam đó chính là Sơn Đòn. Có thể nói Sơn Đòn là cái hang động lớn nhất thế giới. Thế nhưng mà nó ở ngay gần những cái khu mà du lịch rất là nhộn nhịp của Việt Nam của chúng ta. Thế tại sao mà đến bây giờ mới được khám phá ra? Anh nghĩ... Tôi nghĩ rằng nhiều người đã hiểu sai vấn đề. Nên nếu mà bạn đọc tư liệu chính thức về Sơn Đòn, tôi đã đi cái vùng phong nha kẻ bàng đấy rất là nhiều tôi đã đi vào các cái vòng dòng, một số cái dòng sông ngầm ở đấy thật sự là nó kỳ vĩ nó đã được tôn vinh là dòng sông ngầm dài nhất rồi thì nó lắm cái kỷ lục thế giới lắm nhưng mà đến đến bây giờ câu chuyện sơn đòn nó mới rực rỡ lên như vậy và nó trở thành một cái niềm tự hào về các cái điểm đến ở việt nam như vậy bởi vì bạn xem lại mà xem từ năm 1990 đến 1991 một người đàn ông tôi nhớ ông nhầm anh tên là khanh anh ấy đã khám phá ra sơn Đỏ và vừa rồi anh ấy được lãnh đạo Đảng và nhà nước của ta chúng ta tôn vinh, thậm chí các cái hiệp hội khám phá hang động của anh, họ cũng tôn vinh ông ấy là chiến công hàng đầu. Thế thì tại sao mà từ ngày ông ấy khám phá ra, trong một cái lần ông ấy đi tìm châu tìm bò tìm lạc đường như thế, ông ấy tìm ra mà không được tôn vinh đến bây giờ thì phải phải nói thế này. Người Việt Nam mình đã tìm ra và nó vẫn nằm trong lòng đất Việt Nam bao nhiêu năm nay và nó nằm ngay cận kề một cái di sản thiên nhiên thế giới là Phong Nha Kẻ Bàng. Nhưng anh ta đã tìm ra đến năm nay tôi lầm nhầm tính là cứ cho là 20 năm rồi Nhưng vấn đề là ai vào đấy đo, ai vào đấy khám phá thêm Ai có thiết bị để vào đó ở những cái nơi mà cái lòng hang nó có thể đỗ, đỗ được một cái xe, một, một cái máy bay Boeing như vậy Đúng không? Thế thì phải có thiết bị, phải có chuyên môn và phải công bố ra quốc tế Hoặc là như một số cái trường đại học ở Việt Nam phải đến đo và đưa ra các cái thông số để thế giới công nhận Một cái kỷ lục thế giới đâu phải đùa Thì có lẽ chúng ta đã làm chậm cái đó và có lẽ là cái duyên của dân đòn nó không gặp được các chuyên gia để tôn vinh từ ngày đó tại sao gọi là sơn tại sao gọi là đòn cái ngày xưa nó tên là gì cái ông khanh cái ông phát hiện ra như thế nào bây giờ hồ sơ ghi hết bạn lên mạng bạn gõ có khi cũng có và tôi khẳng định là có luôn là được phát hiện từ năm đó và tôi tin rằng nếu như không phải là cái ông đấy phát hiện thì trước đó tổ tiên ông ta sẽ có rất nhiều người đi tìm trâu lạc tìm bò lạc tìm trẻ lạc hoặc là yêu nhau vào chui vào trong đấy và phát hiện là thông to khủng khiếp như thế nhưng sao về họ quên đi và chính anh chàng này là cái người được coi là khám phá ra cái hang nào này và sau đó đưa các chuyên gia của Hoàng động, hang động Hoàng Gia Anh đi khám phá. Thì đến bây giờ ông ta vẫn phải thừa nhận rằng đến lúc mà cùng đưa các chuyên gia vào đến đó, sau đến lúc trở về, trên đường về mọi người bảo đây là một cái sự kỳ vĩ, đây là một cái sự tuyệt vời, đây là một cái kỷ lục thế giới. Thì anh ta đi về và vẫn lầm bẩm. Trời ơi, một cái hang to thì họ to thật, đi mất mấy ngày mới đến nơi ai mà khách du lịch vào đây mà thăm, thăm để làm cái gì. Mình biết 20 năm rồi mình còn chẳng đến lại lần nào hừa sống thiếu chết mới vào đến nơi. Và đến lúc đấy ông vẫn không tin có một ngày Sơn đòn được như bây giờ. Người du lịch, nhà khoa học, giới truyền thông có lẽ cần phải có kiến thức về địa chất hoặc là về du lịch hoặc là có một cái tầm nhìn lớn hơn để tôn vinh xứng tầm đối với các cái di sản ở Việt Nam. À, dạ vâng, thưa nhà báo, bây giờ thì chúng ta hãy cùng đi du lịch đến Tây Tạng có được không ạ? Và khi chúng ta, chúng ta nói đến Tây Tạng thì thường chúng ta nghĩ đến Đạo Phật. À, và Thùy Linh cũng muốn hỏi nhà báo rằng là nhà báo đã đến Tây Tạng bao giờ chưa? Và đây liệu có phải là vùng đất kỳ bí nhất thế giới không ạ? Đối với tôi, một người cũng may mắn được đi tương đối nhiều, thì cái nơi ám ảnh tôi nhất có lẽ vẫn là Tây Tạng. Vừa rồi năm 2014 tôi có xuất bản cùng với một đồng nghiệp một cái cuốn sách Ờ, trong đó có cái phần viết rất là sâu à, Tên của cuốn sách cũng tên là Trên nóc nhà thế giới Tây Tạng Đấy là mái nhà của thế giới Nóc nhà của thế giới và Nó có một cái từ rất là hay dành cho đấy là cực thứ ba của thế giới Nam cực Bắc cực Và cái cực cao nhất, cái điểm cao nhất Gọi là cực thứ ba của thế giới Hoặc người ta gọi đấy là miền đất của chư thiên Tức là các vị thần Hay là kinh đô của ánh sáng Ở đấy bạn có hình dung được không? Kinh đô của ánh sáng không phải Paris ạ? Đúng rồi. Đây là theo nghĩa đen. Bởi vì 10 giờ đêm trời vẫn chưa chưa tối. À vâng. Tức là 10 giờ đêm ở Tây Đạn tôi nhớ không nhầm thì nó lệch so với giờ Việt Nam một một tiếng. Dạ vâng. Và nó quanh năm như vậy ạ. Thì lúc nào nó cũng thế. 9 10 giờ đêm tôi vẫn đi chơi ngoài phố nắng vẫn chói chang. Bởi vì tôi có nói vui là chắc là vì nó cao quá nó gần mặt trời quá nên nó lâu tắt nắng. Độ cao trung bình của nó là 5.000 mét so với mực nước biển. Ở những cái người hôm nay tôi bay từ Sài Gòn, từ thành phố Hồ Chí Minh là những cái bán đảo ở trong thành phố Hồ Chí Minh vẫn thủy triều hàng ngày vẫn lên và vẫn ngập các con phố và người dân vẫn khốn đốn vì thủy triều có đúng không tức là không không mét so nước biển đúng không thế mà chúng tôi phải bay năm nghìn mét thì mới đặt chân đến cái nơi mà người tây tạng sinh ra và cả đời sống ở đó tức là họ sống cao hơn chúng ta đúng không ạ? thế sau đó máy bay của chúng tôi đi là mười nghìn mét thì bình thường nó phải hạ độ cao mười nghìn mét tức là 10 cây số thì mới xuống đến sài gòn tân nhất nhưng mà đây nó chỉ hạ năm năm nghìn là đã chạm vào la là thủ đô của tây tạng chưa kể những con đèo của nó 4.900 bao nhiêu mét là trung bình độ cao trung bình của Tây Tạng thế thì ánh sáng ở đấy lúc nào cũng chan hòa đêm rất là ít và người ta gọi đấy là kinh đô của ánh sáng theo nghĩa đen à, theo theo cái nghĩa bản thân của nó trong là kép và đúng như thế thật chan hòa Được. tuy nhiên là đến đấy thì bị hội chứng độ cao rất là khủng khiếp bởi vì không khí nó loãng cực kỳ choáng còn độ mấy tiếng đầu ăn uống cười nói chơi bời đùa nghịch thoải mái như ở Hà Nội. Sau bắt đầu hai tiếng sau thì có một số người đàn bà xin về bỏ bao giật bao nhiêu tiền ra cũng được xin quẹt thẻ và lấy vé máy bay ngay cho tôi để về Sài Gòn không làm được cái gì cả toàn bộ không ăn không uống tôi còn viết nguyên văn là không ăn không uống không yêu đương không bài tiết không gì cả và người ta bảo là mất khoảng độ 10 ngày thì bạn mới quen được mà tôi cũng phải mất hai ngày thì tôi mới tiếp tục đi được mà đi cảm giác những cứ bồng bềnh bồng bềnh đêm ngủ thì nó mộng mị ăn uống thì không ăn được lúc nào cũng gục xuống nhưng mà bù lại thì cảnh vô cùng đẹp cái cái tây tạng ám ảnh người ta nhất là cái cảm giác là tôi luôn luôn nghĩ rằng mình bước thêm cố một bước nữa bởi vì không tin rằng mình có thể bước được bước tiếp theo và cố cầu phật phật giáo tây tạng phật giáo tạng truyền ấy, cho con thở thêm một hơi nữa bởi vì con nó không dám là con thở thêm một hơi thứ tiếp sau sau cái hơi tôi cầu xin nó. Bởi vì thật sự nó mệt. Tôi có viết là nếu mà lần đầu tiên khi gần khi hơn 30 tuổi biết thế nào là cận kề cái chết thì đấy chính là lần đấy. Tôi nghĩ rằng các tour du lịch ý, họ không nói hết cái độ đáng sợ đó cho du khách, bởi vì nói hết thì không ai đăng ký tour hết. Bởi vì nó quá sợ. Tất nhiên, bây giờ các bạn có thể đi cái con đường 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 sắt con cái đường sắt cao nhất thế giới từ 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 từ, từ Thanh Thanh Hải. Từ, từ đi đi xuyên qua đi lên tây tạng thì thì nó đỡ mệt hơn vì làm quen dần với độ cao nhưng mà bù lại thì thiên nhiên nó vô cùng đẹp bạn cứ tính là những cái hồ nước mà nó xanh như không có thật nó xanh như một miếng ngọc bích nó xanh đến mức tôi phải lấy đá nó nén lúc đấy thế nó có thật đó là nước không hay là người ta làm bằng bê tông người ta nhuộm xanh đến mức đấy dạ. còn tôi còn theo dõi là hay là tại bầu trời nó xanh tôi đợi đến lúc nắng nó tắt bầu trời nó không xanh nữa lúc nó vẫn xanh tôi mới đọc tôi đọc những cái cuốn sách của những con người mà bị ám ảnh về Tây Tạng Những người phương Tây ám ảnh về Tây Tạng Bỏ cả đời tu tập ở Tây Tạng và viết sách về Tây Tạng bằng tiếng Anh Và sau đó ông ông Nguyễn Tử Bách là một cái người, một cái chuyên gia, một cái đại sứ Việt Nam ở ở, ở ở, ở, Tây Tạng và Trung Quốc Thì có dịch lại tên sách là Con đường mây trắng Ở đấy chỉ có những con đường chìm vào trong mây trắng Và người 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 ta đã phân tích tại sao cái hồ đấy nó xanh Tên là Hồ Bọ Cạp dịch tới tiếng Việt ấy. Nó giống như con bọ cạp, nó bò trên các cái đỉnh núi, cái hồ, những cái vết xanh của nó. Mà cái hồ nó rộng đến 1.900 km vuông. Người ta gọi nó là biển mà. Mà ở trên nơi cao nhất thế giới đó nó lại hồ nước mặn. Không lý giải được. Gọi là những đỉnh tuyết sơn hùng vĩ. Tức là những đỉnh núi cao nhất thế giới đều nằm ở đó. Ví dụ như Everest là năm 850 m. Trong cái đó đỉnh cao nhất Đông Dương của chúng ta là chỉ có 3.143m là Phan -xipang. Hoàng Ly Sơn. Nó cao vô cùng như thế. Và tuyết nó cứ tan ra để thành hồ như thế. Mà nó tan thế nào? Nó lại tan thành nước mặn. Mà tại sao ở đó không một rất là hiếm con vật có thể sinh sống được. Nó lại sinh ra một cái loài trâu. Mà người cái, cái loài trâu đấy, lông của nó dài có thể đến một mét. À, con trâu gọi là trâu ác hoặc là con nơi gọi là bò cũng được, nó vừa dở trâu dở bò. cũng rất đáng yêu. Và cái con đấy người ta phải, người ta làm nó đủ các loại chức năng. Phân của nó người ta đốt. Và tôi cũng chưa vào một cái ngôi nhà tạng nào mà thấy người ta không đốt, Chất đốt của người ta không phải là phân. Không phải là phân trâu. Vì có cái cây nào đâu. Nó giống như một hoang mạc xám ngoét. Giống như các bạn xem hình ảnh Afghanistan trong trong các cái bộ phim ấy. xám ngoét không cây cỏ gì cả. Chỉ có tuyết ở trên và ở, ở dưới là những cái màu xám của núi không có cái gì cả rồi cuối cùng con trâu nó ăn những cái cái rêu cái cỏ xám xám ở dọc đường ấy, bé tí ở trong các cái vách núi ấy. và cuối cùng nó nó phóng huế ra mà người ta lấy đấy nhào đất ném lên bờ tường giống như chúng ta nhào than tổ ong ấy và đốt sau đó đổ lễ trong tất cả các ngôi đền khoảng độ mấy nghìn ngôi đền của tây tạng lúc nào tôi tôi phải tôi hơi lãng mạn một tí tôi nghĩ rằng hơn một nghìn năm nay chưa bao giờ các cái ngọn đèn ở trong ngôi đền này tắt cả và chưa bao giờ cái chất đốt của các cái ngọn đèn đấy, cái ngọn nến đấy mà không phải là mỡ con trâu đấy cả đều là mỡ con trâu đấy. Đến Potala là cái cung điện di sản thế giới cao nhất thế giới ở thủ đô Lhasa của họ của, của Tây Tạng thì là ở xung quanh cung điện bán những cái khối bằng cái bàn và cái ghế này này, vuông này, này mỡ trâu đấy và người ta dùng là chất đốt, lông, thịt, tức là cái gì của con trâu cũng phục vụ sức kéo, cưỡi cũng đều là con trâu đấy tóm lại là con trâu đấy nó giống như một linh vật của họ người ấn độ thì có thể coi một con bò trong một con bò có 150 vị thần trong đấy tôi nghĩ rằng đối với người tây tạng trong con trâu đấy phải có một nghìn vị thần họ tôn trọng họ quý mến và họ cũng giết thịt cũng rất là vô tư với nó và dùng phân của nó để đốt trong tất cả các ngôi nhà dùng mỡ của nó để đốt ở trong tất cả các đền đài đấy sau đó thì núi tôi lên cái con đèo cao nhất thế giới cái con đèo cao nhất thế giới mà người ta có thể làm đường ô tô qua được. Tất nhiên cao nhất thế giới phải là đỉnh đẹp, đỉnh Everest đúng không? Và các đỉnh xung quanh nó ở độ 7000 hơn 7000 m rồi đó. Nhưng mà lên đến đấy, người ta cắm một cái biển. Đây là đỉnh đèo cao nhất thế giới mà ô tô có thể đi qua được, xe cộ có thể đi qua được. Ai đến đấy cũng có thể ước, ước mơ đến đấy chụp ảnh một lần. Và đến đấy thì mới thấy là mình vô đạo đến mức nào. Bởi vì cái niềm tin tôn giáo trong người ta nó cháy bỏng có những vị đi 25 năm. Có những vị gọi là đại sư đi. đi 25 năm. Đi từ quê hương của mình. Người ta gọi là ngũ thể nhập địa, tức là năm cái bộ phận trên cơ thể đều đập xuống đất. Như con người cao như này, như tôi cao như này đúng không? Nằm đập vào xuống đất một cái. Cứ đi ba bước, tam bộ nhất bái, tức là đi ba bước lại nằm bộp một cái xuống đất một cái. Đây con người đang đi đây, đi ba bước lại bộp một cái xuống đất, ba bước lại bộp một cái xuống đất. Cứ như thế đi chúng ta đi lái ô tô 100 km một giờ về quê còn ngại Lần này cứ ba bước lại nằm giảm một cái nằm giảm một cái quần áo họ rách bươm chán của họ u lên bởi vì nó đập xuống đất và nhất định phải đập xuống đất nhé không đập xuống đất thì chưa thành kính hai bàn tay đập xuống đất hai đầu gối đập xuống đất nằm úp xuống đất một lần đi ba bước nằm úp một lần có người đi 25 năm mới đến cái nơi cái ngân sơn là cái ngọn núi thiêng nhất của người ta đi vòng quanh nó một lần và về họ tự thấy rằng họ là thánh thần họ tha thứ cho người khác niềm đau tình thương chản ngập niềm đau mất đi tức là họ lột lột xác biến thành người khác trong trong sách về tây tạng có rất nhiều người viết là rất nhiều người đã chết trên đường vì gió tuyết vì bão cát vì giặc giã vì bệnh tật chết cũng được họ phải đi tôi cảm giác họ như những con rùa biển mà trong các cái bài học thiên nhiên của chúng ta ấy mà con rùa biển nó có ấn tượng là ấn tượng bãi đẻ tức là nó đã được đẻ ra ở cái bờ biển Việt Nam thì dù có giặt nó sang Mỹ đi nữa thì nó cũng phải quay trở lại đúng cái bờ biển này nó nó đẻ không có chip không có điện thoại không có đánh dấu gì cả nó phải về đấy và đấy là bản năng của họ và dường dường những người tây tạng cái niềm tin của họ khủng khiếp như thế tôi đã nói chuyện với những anh chàng ở, ở, potala là cái cung điện một nghìn phòng ừ, hồng cung và bạch cung một nghìn phòng và nơi nơi mà đạt lai đạt ma ngày xưa sống đấy và một di sản thế giới ở nơi rất là cao cao nhất của thế giới thì người ta cứ nằm dạp thế có người một ngày lễ hàng vạn cái như thế Đứng dậy nhìn vị thánh của mình, vị thần của mình Sao lại nằm như thế, sao lại đứng lại nằm như thế Tôi bảo anh ơi, anh làm thế nào cho chảy máu tay rồi Anh ấy bảo, anh chàng ấy lồng uốc, cái guốc, cái guốc mộc ấy Anh ta đi rất giản dị, không cần cái gì, không cần áo đẹp, không cần xanh đỏ, tím vàng, môi son như bạn Rất là thoải mái, chỉ ăn đủ, không phải để no đâu, ăn để hết đói thôi, chứ không phải để no và nằm bụp một cái, hai cái tay đập xuống dưới nền lại lễ Cứ thế ngày nọ qua ngày kia họ có điên cuồng không? Họ có mê man không? Tôi nghĩ là không. Cái niềm tin đấy làm cho họ sống rất là đẹp. Trên cái chuyến bay mà bọn tôi đang nhào ra khỏi cửa, nhào ra nhìn ra cửa kính để chĩa các ông kính ra, bởi vì bay qua những cái hoang mạc tuyết như thế. Bay mấy tiếng đồng hồ xung quanh vẫn tuyết và núi và những dòng sông băng, thích lắm, chụp. Nhưng những người đàn bà tạng vẫn ngồi lần chẳng hạt đập kinh lâm dâm. Về nhà cũng ngồi thế đến 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 đền chùa cũng thế. Cũng ngồi quay những cái những cái chuyển pháp kinh cứ quay như thế người tặng đi đến đâu là cờ phướn đỏ rực đến đấy mà cái cờ của họ giống như cái cờ đuôi nhau mà chúng ta vẫy khi đón, chào ngày nọ ngày kia ấy. tức là nó chỉ bé thôi cái cờ của họ nó chỉ bé này thôi nhưng mà một cái sợi dây của họ dài hàng mấy trăm mét treo chi chít những tấm cờ như thế mà những có, có những con đường quốc lộ ánh nắng không đổ vào đường nữa bởi vì dây của họ treo dọc đường và cờ xanh đỏ tím vàng cứ thế và người ta tin rằng cái cờ đó được viết những cái lời cầu khấn của người ta và gió 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 dũng mãnh của cao nguyên sẽ đem những lời mật chú tức là những lời chú niệm bí mật của họ đi lên với trời và khi họ đến nepal họ đến ấn độ họ đến trung quốc họ đều làm cái việc đó cho cái di tích của họ cho cái không gian của họ cho nên tôi đi các nước tôi có nhìn thấy cái không gian đấy tôi bảo à bà con người tạng của mình đây rồi tôi sang ấn độ đến chắc là bạn biết rất rõ là tamaha là một cái điểm rất là nổi tiếng của di sản thế giới đến đấy gặp những người đàn bà cũng quỳ lại cũng ăn mặc như thế và cũng phương pháp tôi vào tôi hỏi ngay có phải các bà đến từ tây tạng không vào đúng và tôi ôm lấy họ tôi cảm giác rằng có một phần tây tạng vẫn nằm trong tôi và khi tôi ôm họ tôi thấy nó thân thương vô cùng cái kiến trúc của họ thì phải dùng lại một từ là không thể đẹp hơn được núi cao đến đâu thì cao họ xây những thành lũy của họ là căn cứ vào núi dựa theo thế núi kể cả potala là cung điện kỳ lạ nhất thế giới cũng là nó như những cái tổ ong mà con ong nó đắp vào trong vách núi chứ không phải là người ta bạt núi đi người ta xây bằng bê tông như của ta và các tu viện của họ như tôi chụp ảnh những cái tu viện những ngọn núi đẹp lên thế này xám và những hòn đá khổng lồ cứ chìa ra sau đó ở trên trỏm đấy có một cái ngôi một cái tu viện nhỏ nhỏ và làm gì và trên đấy cắm mấy cái lá cờ phướn như thế đã trở thành một nơi tu tập của những cái thiền sư rồi và nó cái vẻ đẹp của núi nó không bị phá vỡ và cái kiến trúc của họ chỉ điểm xuyết vào núi thôi Tây tạng nằm trên cao nguyên Tây Tạng cao trung bình trên 4.200m phần lớn dãy Himalaya nằm trong địa phận Tây Tạng đỉnh cao nhất của dãy núi này đỉnh Everest nằm trên biên giới với Nepal khí hậu ở đây rất khô suốt 9 tháng trong năm có những dãy núi tuyết vĩnh cửu cao 5.000 đến 7.000m các hẻm núi phía tây nhận được một lượng nhỏ tuyết mỗi năm nhưng vẫn có thể dùng được quanh năm nhiệt độ thấp là chủ đạo trong khu vực này. Trong đó, sự hoang vắng lạnh lẽo đến tẻ nhạt bởi không có một loài cây nào ngoài một vài bụi rậm và thấp và gió thổi ngang qua đồng bằng khô cằn mênh mông không hề bị cản trở. Gió mùa từ Ấn Độ Dương gây ra một số ảnh hưởng ở phía đông Tây Tạng. Phía bắc Tây Tạng có nhiệt độ cao trong mùa hè và lạnh khủng khiếp về mùa đông. Bây giờ chúng ta hãy đi từ Tây Tạng chuyển sang Ấn Độ có được không ạ? À, đây là một vùng đất mà linh thấy có rất nhiều cái thông tin cũng như là cái nền văn hóa nó đối nghịch nhau và đối với cả linh và linh nghĩ là với nhiều người Việt Nam của chúng ta thì đấy vẫn là một vùng đất tương đối là bí hiểm và nhiều cái kiến thức chúng ta vẫn chưa khám phá ra. Thì linh muốn hỏi anh là anh đã đến Ấn Độ chưa và anh có cái cảm nhận gì về nơi này và anh có cái lời khuyên gì dành cho những ai đó đang muốn sách ba lô lên và đi Ấn Độ ạ? À, nếu mà so với Tây Tạng ấy, đi Ấn Độ thì nó đơn giản hơn nhiều à, Giá cả ở bên đấy cũng đỡ đắt hơn Và khí hậu ở bên đấy à, Cái hội chứng độ cao như tôi vừa nói nó không khắc nghiệt Bởi vì Ấn Độ không cao Nhưng Nên rất nóng á Tôi nhớ không nhầm thì chỉ có độ 3 tháng để những du khách như chúng ta có thể đến Ấn Độ thôi Đến cái mùa đấy thì rất là đẹp Sáng thì xe lạnh, sương mờ bảng lảng Ở bên đấy rất nhiều cây rất nhiều chim thú bởi vì người ta theo đạo người ta không không ăn thịt không, không ăn thịt động vật hoang dã chứ trong cần ăn phố, thịt thường nhưng động vật hoang dã thì không ăn họ được. có thể ăn thịt lợn chẳng hạn nhưng không bao giờ họ ăn thịt bò và tôi đi một đôi giày da bò thì không được vào đền của họ họ có một niềm tin một 150 vị thần nằm trong một con bò cho nên là tôi đi ngoài đường thì thỉnh thoảng tôi vẫn thấy thì toàn lại có một bộ xương bò nằm trồng chơ ở đấy và có một con bò nằm đấy mà trông rất tươi tôi mà mổ ra ăn thì tốt nhưng mà lúc về ở cổng khách sạn tôi ném một con bò đấy vừa mới chết xong họ không họ họ không không thịt mà lúc về thấy còn mỗi bộ xương này chó hoang nó ra nó ăn quạ nó đậu kín quạ đậu đến mức không nhìn thấy con bò quạ đậu kín đến mức không nhìn thấy con bò khi còn một bộ xương như thế này đỏ lòm thì là kết thúc cuộc chiến của những loài hoang thú đối với con bò đấy ngay trong thành phố tỉ bò đây kỳ sang đường vèo vèo không cần đèn đỏ xi nhan gì cả chiều đến ở những cái ga Ấn Độ ấy chim nó đậu đến mức mà tôi không nhìn thấy dây điện nữa tức là có bao nhiêu cái dây điện thế này thì chim đậu kín luôn tức là chim nó xếp hàng đến nỗi không còn len được một con nào vào giữa nữa nó kêu điếc cả tai tôi đến cái nơi mà đức phật đã ngồi thiền định 49 ngày sau đó biến thành đức phật như chúng ta biết bây giờ ám ảnh nhất của tôi ở ấn độ là sự tôn trọng thiên nhiên cái vùng anh đến đấy có tên là gì ạ nó của bang thành phố Bihar là một bang lớn nhất của miền bắc ấn độ này tôi đi nhiều lắm tôi đi gần tháng trời ở ấn độ mà tôi đi rất nhiều bang rất nhiều thành phố thậm chí tôi đi tất cả những cái việt nam mình hầu hết đi cái 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 tour đấy liên quan đến các cái địa điểm của đức phật nơi đức phật sinh ra ở nepal nơi đức phật lớn lên nơi đức phật nhập niết bàn nơi đức phật phật giảng bài kinh đầu tiên nơi đức phật mất mà người ta hỏa táng ở đâu hay là sông hằng sông hằng mà có sông huyền thoại của thế giới này đúng không ạ nói rằng giao thông ấn độ cũng là một điều khủng khiếp cũng nhất nhì thế giới tệ hơn cả hà nội việt nam mình ạ vâng à? vâng và... nếu mà nói bằng tiếng anh ấy bạn tôi hay nói là thế này nếu như bạn có thể lái ô tô xuyên qua hà nội thì bạn có thể lái ô tô xuyên qua bất cứ nơi nào trên thế giới này <cười> <cười> là đã đáng đáng xấu hổ lắm rồi đấy nhưng mà ấn độ khủng khiếp hơn nhiều họ lái đã bên trái rồi họ là trước là thủ địa của anh họ lái xe bên trái nhưng mà họ đi Tôi cũng gần 20 năm lái ô tô rồi Nhưng mà tôi không liều được đến mức đấy Họ đi đến mức mà thường cái thói quen của họ đi Hai cái xe cách nhau một mét họ mới lạnh Họ mới lạc ra Họ, họ mới lạng ra ngoài Mà lại không phải lạng sang bên phải như mình mà lại sang bên trái Tóm lại là mình ngồi mình u hết cả mắt Thế nhưng mà họ cũng giống như người Việt Nam tức là sáng dậy thì cũng ngồi lên xe và cũng lại lại thần Hanuman các bạn biết rồi Ramayana thần Hamuna, uh, thần Hanuman là con khỉ đấy 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 là theo đạo Hindu ạ? À? À, à? trước xe của họ có một vị ở đấy, vị giống con khỉ ở đấy và họ lại, họ lại để họ cầu đi cho an toàn. Nhưng đến lúc họ đi thì không an toàn tí nào. Và phải nói rằng cái này nữa, nếu mà gõ trên mạng ấy, các cái toa tàu hay lật nhất và chết nhiều người nhất trên thế giới này ở Ấn Độ. Vâng, em, bọn... em nhìn thì em không thấy tàu ở đâu nữa, em chỉ còn toàn thấy người đấy. Mà <laughs> tôi đi, bọn tôi đi cứ thỉnh thoảng lại thấy một, một cái khúc gỗ trông xa xa như một khúc gỗ nằm trồng cành trên đường, trên cây cỏ hóa ra lại một toa tàu lật. Thật, thật sự là đáng sợ và đấy là điều ám ảnh. Nhưng mà trên hết, chúng tôi vẫn an toàn trở về. Nhưng mà trên hết, lại vẫn trở thành một cái văn hóa và cái niềm tin tâm linh. Chúng tôi đi ra sông Hằng trong một cái buổi bình minh, lạnh khủng khiếp. Lạnh đến mức, Ấn Độ lạnh lắm. Ngày lên 50 độ nhưng mà đêm lạnh lắm. Tôi đi thuyền ra sông một cái, chim hải âu nó bay không nhìn thấy bầu trời nữa. Tôi chỉ xòe tay một vài cái mà Việt Nam gọi là bỏng ngô ấy. Là hải hải âu nó đến nhé, tôi, chúng tôi chụp những bức ảnh nhé, bạn tôi đứng ở bên thuyền bên kia không nhìn thấy tôi luôn, chỉ thấy một màn trắng của chim, tức là thiên nhiên được tôn trọng tuyệt đối như thế, và sau đấy cái niềm tin của họ, người nào cũng người nào chết cũng ước mơ được đốt xác và ném xuống sông hàng, nhất định phải sông hàng, nhưng mà sông hàng nó rất là dài, người ta không ném đoạn nọ thì ném đoạn kia, chứ hơn một tỷ người mà ném xuống một chỗ thì chết à? cái thứ hai là có rất nhiều người chết mà không được phép hỏa táng. Ví dụ những người đấy chết theo cách hiểu của tôi và những người đấy họ giải thích cho tôi và theo sách tôi hiểu tôi đọc thì là nếu như cái chết của họ làm buồn cho thần thánh. Ví dụ họ bị rắn cắn, là nó mang một cái sự rủi ro. Hình như là những người chết bất đắc kỳ tử. Hình như trong đó có một người có có cả những cái người mang thai mà chết mang theo cả đứa con. Cái cách đi về mới tổ tiên của người Ấn Độ và người Tây Tạng cho tôi một nhận thức khác về văn hóa và về phong tục, tôi bảo họ là, chúng mày quê của các bạn chặt xác ra thì sợ quá, chặt nhỏ đốt hương liệu lên để gọi chim về. Chim thì kè là kè. thiên táng để nó mang lên trời đúng không ạ? Ừ, giống như là gió dũng mãnh mang lời mật chú đi lên với lại các vị thần ở trên miền đất chư thiên trên trời, thì cũng cơ thể con người cũng như vậy, thủy táng chặt nhỏ ném cho cá ăn, sau đó vẽ những cái thang để cho linh hồn người sau khi vui vào trong bụng cá thì sẽ đi theo những cái thang ấy trên trên đỉnh núi đấy vách núi này vẽ những cái thang cái thang cũng thế. hai cây thẳng này có đường đi lên thôi bằng trắng màu trắng đi lên trời họ tin họ họ tin đến tận cùng vào niềm tin ở ấn độ cũng thế thôi chúng tôi đến những cái vùng có những cái lò mênh mông là củi đốt nghi ngút là khói và xung quanh là những đền đài miếu mạo những tòa lâu đài sậm trong cái hoàng hôn đỏ của buổi sáng và những cái tòa lâu đài ám khói vì đốt một tỷ hơn một tỷ người thì một ngày có bao nhiêu người chết tôi hỏi bạn bạn tính tỷ lệ cho tôi thế giới này bảy tỷ người đố bạn biết mấy giây có một người sinh ra đấy à một giây có mấy người có bao nhiêu người sinh ra đấy bạn không thể hình dung được cái sức mạnh của cái sự thống kê đó đâu có người chết rất nhiều tôi chứng kiến có khi hai đứa trẻ con mặt ngơ ngác cầm hai đầu cây tre có một có hai cây tre mỗi đứa cầm hai đầu giống như các cháu cầm một cái thang ấy mỗi đứa cầm hai đầu khiêng ở trên là một cái bó bao giờ cũng là vải đỏ hoặc là vải vàng quấn một xác người khiêng ở đấy ra ngồi này trông rất buồn trông hơi đến làm gì đấy trông ngồi chờ đến lượt ném cái này vào ạ Củi chất cao cao đến chỗ tivi này, này từ dưới đất này lên đốt lửa lên ném một người vào thế là xong một cuộc đời Và tôi nhìn tận mắt tôi chụp tận ảnh tôi ngửi tận mũi giữa lúc đấy tôi bảo các bạn đốt người như thế liệu có vệ sinh không thì các bạn tôi tôi có rất nhiều người bạn ở ấn độ vẫn xuống sông vẫn dùng nước vã lên ngực mình vẫn dùng nước vã lên trán mình và vuốt lên tóc mình sự thật trong sâu thẳm đấy là một văn hóa đấy là một niềm tin tiến ngưỡng chúng ta hãy tôn trọng văn hóa tại sao hàng mấy nghìn năm qua người ta vẫn làm như thế tại sao nền văn minh sông hằng là một nền văn minh khổng lồ trên thế giới và chúng ta nghiêng mình kính trọng họ vẫn làm như thế nó hơi sốc so với suy nghĩ của chúng ta bạn sẽ hơi sốc so với những câu chuyện tôi kể kèm theo clip tôi quay chứ không phải tôi bịa đúng không kèm theo những thước phim thậm chí đã được phát sóng trên rất nhiều đài truyền hình trên thế giới này đây là văn hóa và đấy là bí ẩn của trong suy nghĩ của họ bí ẩn của dòng sông hằng Nằm ở độ cao 1.000m so với mực nước biển, sông Hằng được tạo thành ở nơi hợp lưu của hai con sông đầu nguồn là Mandakini và Alaknanda ở dãy núi Himalaya và là một dòng sông lớn của Ấn Độ. Các dãy núi là cơ sở tạo nên sự mổ mỡ cho những thung lũng và thị trấn nhỏ. Ví dụ như Ruda Brea, rất nhiều dòng chảy phải chuyển hướng trước khi gặp những con đường lớn. Ngay bên cạnh sông Hằng, nơi có nguồn nước dồi dào, người dân trồng lúa. Trồng trọt và thu hoạch là một công việc rất vất vả. Tất cả đều do phụ nữ thực hiện, nhưng sản lượng thu được từ nông nghiệp rất thấp. Về lâu dài, các gia đình đều phải có những nguồn thu nhập khác. Thực tế, một số gia đình không trụ được đã phải chuyển đi nơi khác. Varanasi là thành phố mộ đạo nhất nằm bên sông Hằng. Những người theo đạo Hindu tôn kính dòng sông hơn bất cứ nơi nào khác. Trong vòng 2.500 năm, các tín đồ đã tới đây để gột rửa mọi tội lỗi của mình. Varanasi được coi là thành phố của vị thần Shiva và là trung tâm của Hindu giáo. Trong vòng hàng ngàn năm, người chết đều được hỏa táng trên những bậc đá dẫn xuống dòng sông. Theo tín ngưỡng của đạo Hindu, bất cứ ai được hỏa thiêu ở Varanasi sẽ được siêu thoát ngay lập tức. Những ánh sáng nhỏ nổi trên sông tượng trưng cho linh hồn của những người được sông hàng cứu rỗi và đã siêu thoát. Như vậy dòng sông cuốn trôi đi những nỗi đau và sự thống khổ. Chúng ta vẫn còn một vùng đất mà Linh rất tò mò, đó người ta gọi là cái nôi của con người là châu Phi. Đúng không ạ? Uh, và ở nơi đây thì uh, nó cũng có rất nhiều cái sự khác biệt ví dụ khi chúng ta nghĩ đến Nam Phi thì chúng ta thấy cái sự giàu có thịnh vượng hay kể cả ở các nước Châu Phi cũng rất nhiều người giàu có tỷ phú đó rất nhiều nhưng cũng cùng lúc đó là cũng có rất nhiều người nghèo khó nhất thế giới ở đó và có những bộ tộc mà đến giờ này họ vẫn sống như thời kỳ uh, đồ đá của chúng ta đúng không ạ và Linh cũng biết là có những cái câu chuyện về những quái vật ở những vùng đất xa xôi ở châu Phi thì không hiểu là anh có chia sẻ là anh có đến một vài lần đúng không ạ? Và sắp tới này anh cũng mong muốn là được đến Kenya hay là Zimbabwe đúng không anh? Thì anh có thể chia sẻ về những cái chuyến đi của mình và những cái sự kỳ bí mà anh phát hiện ra ở đó. Châu Phi thì thiên nhiên nó không dữ dội như kiểu là ở, ở, ở Ấn Độ hay Tây Tạng. Nhưng cái vẻ đẹp của nó đều lắm. Bạn cứ tưởng tượng như là Nam Phi hay là nói chung châu Phi ấy, nó không có núi cao. Nó chỉ vài trăm mét so mừng nước biển, nó là những bình nguyên. Nó nó là những cao nguyên rất là nhỏ. Và cái cỏ, bạn biết cái 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 hệ sinh thái savan ấy, nó có cái, cái cỏ. Vâng, nó, đúng ạ? Nó rất là đẹp. Và nó nó đều đặn Nhưng mà cái ám ảnh của tôi ở châu Phi ấy, chính là tôi không thể hiểu được tại sao thiên nhiên lại ưu đãi họ đến như vậy. Tôi đến một cái vườn, tôi ví dụ cái vườn Cruiser Kluger, 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 lại loại thế. Đọc bằng tiếng 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 uh, bằng tiếng Anh, bằng bằng tiếng Anh và cái sự phát âm của người châu Phi nữa. Thì cái vườn đấy mang tên một vị tổng thống của họ. Riêng cái chi tiết đấy đã thấy người ta tôn trọng vườn đến mức nào rồi. Ừ. Trước cửa vườn dựng tượng vị tổng thống đó. Và vườn được ghi nhận là cái vườn có cái hệ thống tường bao quanh sự bảo bọc của con người rộng lớn nhất thế giới. Và đấy là vườn quốc gia cũng lớn nhất châu Phi. đất nước Nam Phi ở Nam Phi ừ. vườn rộng 2 triệu km chúng tôi đi trực thăng nhìn đến trực thăng xuống ấy hàng trăm con voi đi ở dưới mỗi con voi cao khoảng độ 3 mét rưỡi đến 4 m và khi bọn tôi đi ô tô ấy đi những cái xe có hệ thống bảo vệ này bọn tôi ngồi trên ô tô rồi mà nhìn mãi mới nhìn thấy ngà của đồng chí hàng trăm con voi như thế đi đường có khi 50 con sư tử đi ở dưới mà 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 hàng triệu km vuông thì bạn nên nhớ rằng không có chuyện là cho thú ăn như ở vườn thú thủ lệ đâu nó hoàn hoàn toàn hoang dã các con thú vẫn ăn thịt nhau vẫn giết nhau và vẫn bị người ta giết rồi vẫn đủ thứ như một thiên nhiên tuyệt đối hoang dã không có chuyện nó tên là vườn quốc gia nhưng mà nó tuyệt đối hoang dã thế thì chúng tôi đi những thung lũng vàng rực toàn hiêu nai đi những cái hồ nhỏ nhỏ ở trong đấy có mấy ngài báo cứ ngồi nhìn chúng tôi thế này mà ngồi trong không nó quyến rũ lắm trông người nó eo ót nó đẹp lắm như một người đàn bà đang ngồi trên bãi biển ngồi rất là điềm đạm đấy là thiên nhiên hoàn toàn của họ không có sự hiện diện của con người thậm chí là không có một ai ngoài kiểm lâm và, và ngoài ngoài những cái phái đoàn đặc biệt như bọn tôi được cấp trực thăng để đi vào những vùng đấy thì đi đi đến đấy ấy, thì mình mình mới thấy rằng tại sao trời đất ở đấy nó lại kỳ bí đến mức nó sinh ra một cái hệ sinh thái với một cái hệ động vật nó phong phú và nó đẹp như vậy và nó là một thiên đường của muông thú khách sạn của họ một nghìn đô một đêm trên cây đúng không ạ? hoàn toàn trên cây, massage cũng trên cây, tất cả trên cây. Sau đó đi đường đi trên những cầu thang lát gỗ đi băng qua những cánh rừng ở dưới là suối chảy, hươu nai chạy suốt ngày suốt đêm, ngựa vằn đêm ra cái ngơ ngác nhìn tôi đây. Chúng tôi ngồi ngồi ăn 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 đồ nướng ấy, Barbecue ấy, là xung quanh bọn voi nó cứ đứng nó nhìn này mà hai cái ngà nó trống đất này này, ngà nó dài lắm, ngà 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 châu phi voi voi châu phi nó dài lắm nó cứ chống đất nó nhìn tôi này. <laughs> sao ngựa vằn nó có ngơ ngác, sao tôi bảo là đi đi đường này thỉnh thoảng lại thấy một cái biển là bạn hãy yên lặng bởi vì con thú đang ngủ. Nhá. Yeah. Chỗ nào cũng có thú ngủ luôn, và bạn hãy đóng cửa cẩn thận. Nếu không thì sẽ mất hết đồ vì khỉ mà trên đường đi. Chúng tôi đến những cái khu vực bạn nhìn ra ngoài đường nhá. Bạn đi nhìn bạn nhìn ra khỏi cái xe của bạn, xe không có kính. Nhìn ra khỏi xe của bạn. Muông thú nó chạy như một đàn châu chấu bay ở trên bầu trời. Ấy tức là bạn cảm giác như một cơn mưa những con thú nó đi nó rơi lên những cái sừng thế này nó đi nó chạy trong những cái vùng cỏ savan ấy thật sự phải dùng một từ duy nhất thôi là thiên đường của môn thú và không thể lý giải được tại sao người ta yêu thiên nhiên người ta giữ được đến bây giờ dạ vâng à, xin cảm ơn anh rất nhiều với những chia sẻ ngày hôm nay linh nghĩ là rất là thú vị à, bí ẩn và những cái mà chúng ta chưa biết bởi vì những cái vùng đất đó cũng không phải là nơi mà những người Việt Nam của chúng ta nghĩ đến đầu tiên khi nói đến đi du lịch À, và khi mà nghe qua lời kể của anh thì linh tin chắc rằng không chỉ linh mà rất nhiều quý vị khán giả hiện tại đã lên một cái gọi là cái cái danh sách những nơi mình cần phải đến và hy vọng trong một thời gian tới sau khi anh tiếp tục khám phá những mảnh đất mới thì chúng ta sẽ gặp lại nhau để quý vị khán giả được uh, du lịch cùng anh có được không ạ? dạ vâng thưa quý vị và các bạn bí ẩn về những vùng đất lạ và trên thế giới vẫn còn tồn tại và chưa có lời giải thỏa đáng. Nhưng cũng có những nơi mà nay đã là những địa điểm thu hút khách du lịch tới chiêm ngưỡng bởi vẻ đẹp và sự bí ẩn của nó. Ngày hôm nay mặc dù khoa học cũng chưa chứng minh hết những điều bí ẩn đó nhưng hy vọng rằng qua cuộc trò chuyện và du lịch qua các địa danh trên sẽ là thông tin để quý vị cùng khám phá thế giới xung quanh mình. Và Thùy Linh xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình bí mật của Tạo hóa tuần sau.